Xin chào toàn thể các bác quý chị đã quay trở lại kênh YouTube của Minh Chiến Nhà Đẹp. Ngày hôm nay thì các bác có biết là Minh Chiến đang đứng ở đâu không ạ? Chỗ của Minh Chiến đang đứng đó chính là Mega Grand World, nằm ở tại tổ hợp siêu quần thể đô thị biển Ocean City 1.200 hecta. Và Mega Grand World thì hiện tại thì vẫn đang trong quá trình xây dựng cũng như là hoàn thiện dần. Thì đợt vừa rồi thì chủ tư cũng đã có một chính sách, đó là chính sách cho thuê, và đã cho thuê được hơn 300 căn nha các bác, hơn 300 căn shop house đã về đây để chuẩn bị cho một đợt khai trương vào tháng 12 năm nay. Cụ thể nó sẽ là 21 tháng 12 năm nay. Và như các bác và quý anh chị chúng ta để nhìn thấy ạ, ở đây chính là cái quảng trường Nhạc Nước. Nếu mà các bác và quý anh chị nào mà đã đi ở Grand World Phú Quốc vậy thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ hình dung được một phần nào về cái mô hình kinh doanh ở tại đây. Và chính vì những cái mô hình kinh doanh như vậy thì chủ tư đang triển khai chương trình cho thuê 25 miễn phí, cộng thêm với đó là sẽ hỗ trợ hoàn thiện tầng 1 hay là hỗ trợ tiền e-voucher để mời các chủ shop về đây kinh doanh. Nếu mà các bác quý chị là những chủ cửa hàng kinh doanh mà đang có nhu cầu thì cũng có thể liên hệ vào Minh Chiến để tìm hiểu về những cái mặt bằng kinh doanh ở tại đây. Ví dụ như một mặt bằng kinh doanh thì nó có thể là như thế này đây các bác ạ. Sẽ được thiết kế đó là 4 tầng 1 tum, mặt tiền tối thiểu sẽ là 5,5m, 6m hay là 7m nha các bác. Và đây chưa là cái không gian quảng trường đây ạ. Đây, xin mời camera tiến dịch lên, gần lên đây. Thì đây chính là cái không gian quảng trường ở tại đây này. Rất là đẹp phải không các bác? Đây, chúng ta phải thấy ạ. Một cái quảng trường như này thực sự là quá đẹp đi. Và có lẽ là chúng ta sẽ cùng hứa hẹn để chờ đón vào tháng 12 năm nay, khi mà chủ tư sẽ triển khai những buổi nhạc hội, những buổi nhạc nước sẽ được triển khai ở tại Mega Grand World tại chính đây. Và bên cạnh đó thì các bác ơi, xin mời các bác hướng camera ra kia. Đây chính là dòng sông Verlis vô cùng là thơ mộng. Và chúng ta sẽ được chèo thuyền nha các bác nhá. Sẽ có dịch vụ chèo thuyền để cho khách hàng. Sẽ có dịch vụ chèo thuyền để chúng ta đi lại từ đầu cho đến cuối của dòng sông Verlis. Và cái không gian của lòng sông thì sẽ có chiều dài lên tới là hơn 800m, và chiều rộng thì sẽ rơi vào khoảng là từ 20 cho đến 40m chiều ngang. Đấy, vậy thì những cái shop kinh doanh ở đây sẽ có thể là tận dụng được những cái cơ hội và tận dụng được cái chính sách của chủ tư. Và đặc biệt đó là ở tại Mega Grand World thì chúng ta không chỉ là có mỗi Grand World Hà Nội không thôi, mà chúng ta sẽ có đó là gì ạ? Chúng ta sẽ có trung tâm thương mại Vincom, chúng ta có tòa nhà văn phòng mới được động thổ vào 3 tuần vừa rồi, hay là chúng ta có đó là phân khu cây thao mang phong cách của Hàn Quốc, chúng ta có công viên trung tâm, có công viên biển tạo sóng và rất là nhiều những cái dịch vụ kèm theo ở tại nơi đây. Vậy thì chúng ta sẽ hứa hẹn để chờ đón khi mà dự án được khai trương, khi mà các shop kinh doanh về đây triển khai kinh doanh. Và tháng 12, Minh Chiến sẽ cùng với toàn thể các bác quý chị có mặt ở tại đây để dự lễ khai trương của quảng trường Mega Grand World và cùng chiêm ngưỡng nhạc nước ở tại nơi đây, xem rằng ở nơi đây và Phú Quốc có gì khác nhau nha các bác. Ok, và nếu mà các bác quý chị đang có nhu cầu cần tìm thuê mặt bằng kinh doanh với chính sách hỗ trợ 25 miễn phí, hay là chúng ta cần tìm mua, tìm hiểu đầu tư ở tại đây, thì có thể liên hệ vào Minh Chiến qua số line đó là 0965 886822. Minh Chiến sẽ rất là vui khi mà được hỗ trợ toàn thể các bác và quý chị, và hẹn gặp lại các bác quý chị trong những video clip tiếp theo. Xin chào.